Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mời mọi người đi câu cùng tôi nha. Lai Châu quê tôi rất là đẹp, mây mù. Tại tôi đang câu trên chiếc bè có gắn động cơ và đang leo ở cạnh bờ sông. Đây, tôi đang sạc cho pin cho cái máy quay. Máy quay. Còn đây là cần đóng cần nữa, tôi chưa tung. Và đi xem thế nào, cá đã cắn chưa? Nay là tôi đi câu cá chép. Có vài cái clip, nghĩa là ngày xưa tôi cũng chả biết gì đăng lên kênh YouTube đâu, nhưng mà này gần đây vui vui làm một kênh YouTube này, có đăng là một số cái video câu được cá thôi, nhưng mà chưa quay cái cảnh mà khi mình quay cá lên ấy, chưa quay được cảnh nào, bởi vì mình tôi đi câu. À, hôm nay nếu mà có cơ hội mà dính cá thì tôi sẽ quay cái cảnh tôi lấy cá lên cho các bạn xem nhá. Sống ảo một tí trên kênh. Các bạn nếu thấy vui thì cho tôi xin một like, và cảm thấy quý mến thì đăng ký kênh của tôi. Hiện tại là đang tung có 5 cần thôi. Đây là chiếc bè tôi tự đóng lấy. À, bên dưới là bằng can, khung làm bằng ống kẽm. Hộp. Bên dưới là có 47 cái can nhớt. Đây là đi. Đây là không gian bên trong chỗ tôi trú nắng trú mưa. Đấy. Xin giới thiệu với các bạn là tôi là kỹ thuật viên của điện thoại tự do thôi. Ngày nghỉ rảnh rỗi thích là tôi đi câu, lúc nào là tôi đi. À. Đây là không gian bên trong khu tránh mưa tránh nắng của tôi. Có kìa, có cái dép. Hiện tại tôi đang sạc pin cho cái máy quay. Và cái sạc dự phòng này, tôi cũng bổ hai chiếc sạc dự phòng ra, tôi ghép pin vào với nhau. Nếu mà sạc đầy cái cục này thì cũng được khá là lâu ấy, sạc được nhiều lần cho điện thoại lắm. Còn đây là mồi câu cá chép. Còn đây là lăng xê. Lăng xê này là chín móc, tôi tự làm. Nếu anh em nào muốn tham khảo ý kiến thì inbox cho tôi thì tôi sẽ hướng dẫn làm cái lăng xê. Ở đây chúng tôi câu toàn là câu cá chép sông thôi, nên là không có ao hồ để mà câu, nên là tôi bắt buộc phải làm lăng xê, mình tự làm. Lăng xê mình tự làm thì nó chắc chắn hơn, là đảm bảo hơn. Và chì mình mua về, chỉ mua mỗi chì thôi. Còn cái lò xo này thì tôi cũng nhặt một số dụng cụ ở trôi trên sông về, là nó có cái lò xo này thì cứ một lò xo của cái dụng cụ đấy thì cắt được làm hai cái này. Làm hai cái này. Đấy. Các bạn nào muốn tôi hướng dẫn từ A đến Z là một cái lăng xê chuyên câu sông ấy, mà đỡ tốn kém chi phí hơn, thì đăng ký kênh của tôi, và sẽ một dịp
Tới này thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm một chiếc lăng xê câu cá chép sông. Đấy, trên kênh của tôi thì tôi cũng có đăng những lần tôi đi câu và được cá chép rất là nhiều, thậm chí có lần đi câu được mấy chục cân cá chép sông và có những con đến 5-6 cân. Đấy. Nên là rất là an toàn. Nghe, chào các bạn.